Xin chào các bạn, hôm nay mình mang tới cho các bạn một chiếc kính thiên văn. Đây là một chiếc kính thiên văn nghiệp dư để các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về kính thì dùng con này rất là phù hợp này. Thì mình nghĩ là các bé từ tầm 12 tuổi, 13 tuổi hoặc là từ lớp 7, lớp 8 gì đấy đổ xuống là quan sát tốt này. Lớp 7, lớp 8, nghĩa là cấp 2 đấy. Con này là D70F400 các bạn nhé, D70F400 này. D70F400 có nghĩa là vật kính nó là D70, tiêu cự nó 100. Đấy, độ phóng đại maximum nó rơi vào tầm khoảng 150 lần. Đấy, 150 lần thì các bạn có thể ngắm hành tinh rồi nhé. Đấy, mặt trăng thì thoải mái rồi. Kính thiên văn mà không được ngắm được mặt trăng nữa thì thôi rồi. Bên mình đảm bảo các bạn có thể ngắm được mặt trăng nhé. Hành tinh thì tùy vào cách các bạn sử dụng. Đó. Thì đây sẽ có một quyển sách hướng dẫn này. Đó, chi tiết từng tí một các bạn về sẵn nắp thôi. Họ chỉ nắp đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nắp chi tiết cho nó dễ hiểu và dễ hình dung thêm một tí. Đây gồm các phụ kiện nó này, một hộp gồm một cái thân kính này, đó, một thân kính. Sẽ để phụ kiện ra bên ngoài. Đó. Thấy không? Đó, đây là cái chân nó này. Đó, cái chân nó nhá. Bây giờ mình sẽ lắp cái thân ống này vào trước này. Đó. Mình đã lắp xong cái thân ống cho các bạn nhé. Đây. Đấy, đấy xong cái thân ống rồi. Thế là xong phần thân ống nhé. Tiếp theo mình sẽ lắp một cái gọi là tay cầm để có thể cố định được cái thân ống kính nhé. Đấy các bạn, lắp vào đây. Các bạn nắp một cái tay cầm này thì cái kính của mình sẽ rất chắc chắn hơn này, đó. Mình nới lỏng ra thì để nhấc nó lên này, hạ nó xuống này, đó. Đấy, mình vặn chặt nó sẽ đứng yên này, đó. Đấy, các bạn thấy cái công dụng của tay cầm chưa? Đó. Thì tiếp theo mình sẽ lắp cái cho bạn là cái cương chéo nhé. Đây các bạn phải bỏ này ra này. Đấy. Các bạn nhớ cái đầu trắng bạc này nhá. Đó, thì mình sẽ lắp vào bên trong này. Đầu trắng bạc mình sẽ để ở bên trong này. Đó, mình sẽ cố định ốc ở đây này. Đây có một con ốc nhá các bạn, đây, con ốc cố định này. Đó. Các bạn thì chắc chắn chưa? Tiếp theo mình sẽ lắp cho các bạn fader nhá. Rất nhiều bạn hỏi cho mình là cái fader này để làm gì thì mình đã trả lời rất nhiều rồi. Rồi thì hôm nay mình cũng xin nhắc lại cho các bạn là đây là cái fader để quan tìm kiếm mục tiêu, có nghĩa là như kiểu xác định mục tiêu ban đầu để các bạn nhìn nhé. Bởi vì vào buổi tối thì cái ngôi sao là mặt trăng thì nó rất là nhỏ bé trên bầu trời đêm. Đấy, các bạn phải dùng cái lẽ xác định vị trí nó ban đầu này. Đấy, thì cái cách mà quan sát bằng cái fader cũng như kính thì mình có để rất nhiều video hướng dẫn quan sát rồi. Các bạn có thể vào bên kênh của mình, kênh Thế Giới Thiên Văn. Đấy nhá, kênh YouTube Thế Giới Thiên Văn thì ở bên đó rất là nhiều cái video bổ ích về thiên văn cũng như là sản phẩm. Đó, đây. Mình sẽ dùng một cái thị kính Huygen 20 nhá, một cái thị kính Huygen 20 này, mình sẽ đặt vào đây này. Đó, mình đặt vào đây này. Đó, xong mình chốt nó lại. Đó. Mình sẽ di chuyển cái kính này vào cái vị trí mình muốn quan sát. Đó, chẳng hạn mình muốn quan sát ngôi nhà hoặc là
đấy là mình quan sát địa văn nhé, mình quan sát nhà cửa hoặc là cây cối đấy, mình di chuyển về cái hướng đó, đặt mắt vào đây và mình nhìn thấy nó mờ mờ rồi thì mình chỉnh nét này đó, đó mình chưa nhìn rõ mình phải chỉnh nét, chỉnh lấy tiêu cự nó chính xác lại đó. Đó, đây chính là bộ chỉnh nét của kính viễn vọng nó. Thì hiện tại D70 F100 này bên mình chỉ bán với giá là 900.000 thôi nhá. 900.000 thôi, giá rất là ưu đãi và phù hợp với tất cả các bạn học sinh. Đó. Bố mẹ nào quan tâm đến kính thì có thể để lại comment hoặc là gọi theo số hotline mình để bên dưới nhé. Đó. Đây là D40 F700 các bạn nhé. Đó, rất là cơ động ạ. Đây nó sẽ đi kèm gồm cái thị kính nữa. Đây mình nghĩ trong này sẽ là thị kính 12,5 hoặc thị kính 6. Đó, bạn nào mua thì có thể về test. À quên mất, ở đây sẽ có hai cái đen này các bạn. À, biết hai cái đen gì không? Đó, nó sẽ ghi này, một cái là ba lâu này, một cái là ba nô nen này. Cái này ba nô nen nó rơi vào 3x này, tăng độ phóng đại lên 3 lần này. Một cái này là cái Eric King Eye này, có nghĩa là cái này đặt mắt trực tiếp vào nhìn này. Thay vì dùng gương chéo mình sẽ nhìn nhòm nhòm này, đó. Mình sẽ đặt thẳng thẳng này nhá. Đó, mình thay bằng cái gương chéo này đi. Bỏ gương chéo này, mình sẽ đặt cái này này. Đặt cái này vào này. Đó, xong mình đặt cái thị kính vào đây, mình nhìn như một cái ống nhòm. Thì cái này ban ngày nó như một cái ống nhòm cỡ lớn các bạn nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ là một kính thiên văn. Đó, rất là tuyệt đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm nhé.